12 mẹo phong thủy trong tháng cô hồn giúp gia chủ may mắn cả tháng, tiền bạc kéo vào âm âm. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, nhắc tới tháng 7 âm lịch, không ít người cho rằng đó là khoảng thời gian đen đủi, họa nhiều huân phúc. Làm việc trong đại cũng không thành, mà đi chơi đâu cũng phải dè chừng, kẻo tai bay vạ gió. Thành ra mọi thứ đều bị trì hoãn và thật khó để chúng ta vận hành cuộc sống như thường lệ. Rất nhiều người thắc mắc tự hỏi rằng phải làm thế nào để đón cát, đuổi tà, hóa giải âm khí xui xẻo trong tháng cô hồn. Để giúp mọi người hóa giải đáp vấn đề này, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ bật mí về mẹo phong thủy giúp 12 con giáp chuyển giữ, thành lành, thu hút vận may về với bản thân. Và nếu như gần đây mọi người đang gặp nhiều xui xẻo trong cuộc sống hay có linh cảm rằng mình đang bị vong linh quấy phá trong tháng cô hồn, thì hãy luôn nhớ mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để hóa hung thành cát, cải thiện tài vận. Còn bây giờ, xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thứ nhất, mẹo phong thủy cho tuổi Tý. Trong tháng cô hồn, nếu mệnh chủ tuổi Tý đi tảo mộ hoặc làm những việc có liên quan đến mộ phần nhà mình, cần chú ý những điểm sau. Thứ nhất, nam giới phải toàn tâm toàn ý cầu khấn người đã khuất. Trong lúc cầu khấn, không nên nghĩ tới chuyện khác, tránh sao nhãng kiểu vong hồn đi lạc sẽ quấy nhiễu, đeo bám. Thứ hai, nữ giới không nên đi tảo mộ hoặc tham gia các công việc liên quan đến xây sửa mộ phần. Nếu có lòng, có thể đứng từ xa bái vong, tránh tình trạng bị âm hồn theo. Ban ngày, những người tuổi Tý nên mở hết cửa sổ, đón ánh nắng vào nhà. Nắng càng nhiều càng tốt. Ban đêm bật đèn sáng như vậy có khả năng ức chế sự tích tụ âm khí trong tháng cô hồn. Bên cạnh đó, những người tuổi Tý có thể đeo vòng tam hợp quý nhân để cầu cho bản thân được bình an, may mắn. Thứ hai, mẹo phong thủy cho tuổi Sửu. Người tuổi Sửu nên hạn chế ra đường vào ban đêm, tránh các địa điểm có nhiều âm khí như hiện trường tai nạn, nghĩa trang, bãi đất hoang. Nếu bắt buộc phải ra ngoài thì nên tránh đi những con đường vắng trong người qua lại, hoang vu. Như vậy thì sẽ không bị âm khí xâm chiếm. Tuy vận khí trong tháng này của người tuổi Sửu khá vượng, nhất là tài vận có thu hoạch bất ngờ. Tuy nhiên, đứng trên đỉnh vinh quang, bạn cũng không quên chăm sóc, thăm hỏi cha mẹ. Bởi trong tháng 7, còn có ngày lễ Vu Lan báo hiếu, thể hiện lòng tôn kính biết ơn cha mẹ đã khuất. Đó như là lời nhắc nhở những ai còn cha, còn mẹ, cần hiếu thuận hơn, kẻo sau này nói lời hối tiếc. Thứ ba, mẹo phong thủy cho tuổi Dần. Đàn ông tuổi Dần vượng khí tràn đầy, tuy nhiên trong tháng cô hồn cũng không nên ra ngoài vào buổi tối, sẽ gặp chuyện không may. Nam và nữ tuổi Dần có thể có vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trừ tà trong tháng 7 âm lịch. Thứ tư, mẹo phong thủy cho tuổi Mão. Hãy nhớ rằng lòng đố kỵ và thói ghen ăn tức ở sẽ làm mờ đi ý chí của người tuổi Mão, khiến bạn không còn phân định được đúng sai, nhất là trong tháng cô hồn. Khi âm khí nhiều sẽ gặp phải chuyện xui xẻo, bạn nên tiết chế cảm xúc, tránh vướng vào thị phi không đáng có. Trong tháng 7 âm lịch, vận thế của người tuổi Mão không được tốt nên dễ dàng bị âm khí quỷ nhiễu. Tốt nhất nên đến các miếu, đền, chùa và thỉnh pháp khí bát bảo tâm kinh hoặc đặt một vài bức tượng linh vật tỳ hưu, long quy hay kim long trên bàn làm việc để được phù hộ. Thứ năm, mẹo phong thủy cho người tuổi Thìn. Trong tháng cô hồn, người tuổi Thìn nên thận trọng một chút bởi bản mệnh cũng sẽ bị âm khí quấy nhiễu, thậm chí còn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Để được bình an, may mắn, tốt nhất bạn nên đeo những món đồ trang sức làm bằng gỗ như vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn có khả năng trừ tà rất tốt. Thứ sáu, mẹo phong thủy cho tuổi Tỵ. Vận thế của người tuổi Tỵ trong tháng cô hồn tới nỗi xấu, nhưng những người yếu bóng vía vẫn sẽ bị tà khí ám lên người. Vì vậy, không nên ra ngoài vào buổi tối hoặc khi đi ngủ, không nên tắt hết đèn mà nên để sẵn một ngọn đèn nhỏ. Chuyện tình cảm không thể đưa ra quyết định trong một sớm một chiều, nhất là những người tuổi Tỵ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân của mình. Tháng cô hồn, nhiều âm khí khiến bạn cảm thấy đầu óc nặng trĩu, làm gì cũng gặp xui xẻo. Vì thế, đừng quyết định quá vội vàng, kẻo sau này hối không kịp. Để được bình an may mắn trong tháng cô hồn, người tuổi Tỵ cần luôn mang bên mình kim bài thái tuế, vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Thứ bảy, mẹo phong thủy cho người tuổi Ngọ.
Người tuổi Ngọ trong tháng cô hồn khi ngủ có chút bất an, có thể đặt một cái chổi ở góc bên trái phòng. Như vậy sẽ mang lại cảm giác an tâm hơn, ngủ ngon hơn, hoặc đeo vòng dây tam hợp Dần, Ngọ, Tuất để trừ tà. Người tuổi Ngọ cũng nên tránh cho người khác vay tiền, nguy cơ phá tài là rất cao. Nếu muốn xuất tiền, bạn có thể làm việc thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để tích phúc đức cho con cháu sau này. Thứ 8. Mẹo phong thủy tuổi Mùi. Trong cuộc sống này, rủi ro và lợi ích luôn đi kèm với nhau. Lợi ích càng nhiều, rủi ro đi kèm càng lớn. Vận khí của người tuổi Mùi trong tháng cô hồn không bị ảnh hưởng quá lớn. Tuy nhiên, tuổi Mùi nên tránh nói ra những lời xui xẻo, xúc phạm tới cõi âm. Bằng không, bạn sẽ gặp nhiều xui xẻo. Đồng thời, nên kiêng việc đầu tư ồ ạt vào những hạng mục lời cao. Nhưng mạo hiểm, người tuổi Mùi nên làm nhiều việc thiện, tích phúc đức cho chính mình, cũng có khả năng trừ tà. Thứ 9. Mẹo phong thủy cho người tuổi Thân. Trong tháng này, tuổi Thân khá may mắn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên cẩn thận trong tháng cô hồn, mà vận trình cả năm cũng được thịnh vượng, phát đạt. Dù gặt hái được thành quả xuất sắc tới đâu, người tuổi Thân cũng đừng tỏ ra ngạo mạn. Điều đó chỉ khiến bạn rước thêm phần tiểu nhân vào mình, chẳng khác nào bị ma quỷ bủa vây từ phía, thành rồi lại bại, có rồi lại trắng tay. Thứ 10. Mẹo phong thủy cho tuổi Dậu. Theo thế giới tâm linh, tháng 7 âm lịch là tháng không may mắn của những người tuổi Dậu. Có thể bị âm khí theo về nhà, khiến cho tinh thần bị khủng hoảng, ảnh hưởng tới sức khỏe. Người tuổi Dậu cần nhanh chóng cầu thần bái Phật phù hộ, có thể đeo mặt dây chuyền biểu tượng Quan Âm hoặc tượng Phật để trừ tà như Minh Quang Pháp Bảo. Với hình tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát cùng với bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh, đây là vật phẩm sẽ giúp cho người tuổi Dậu được bình an, thư thái, ra quyết định trong công việc được chính xác hơn. Thứ 11. Mẹo phong thủy cho tuổi Tuất. Vận thế trong tháng này của người tuổi Tuất khá tốt, căn khí tương đối mạnh, bởi khả năng bị âm khí quấy nhiễu là rất thấp. Tuy vậy, bạn cũng nên thận trọng từ lời nói tới việc làm, tránh gặp phải xui xẻo để giữ được hòa khí. 12. Mẹo phong thủy cho tuổi Hợi. Đơn giản hóa mọi việc, mọi mối quan hệ là điều mà người tuổi Hợi cần làm gấp trong tháng cô hồn. Dạo gần đây, suy nghĩ của bạn dần trở nên rối rắm, thậm chí xa vời thực tại. Khó xác định được phương hướng, đó chính là một trong những rào cản ngăn bạn tiến tới thành công trong tháng xui xẻo này. Tốt nhất, người tuổi Hợi không nên ra ngoài du lịch, không nên tích trữ những đồ cũ, bởi đồ cũ thường hay bị tà khí ẩn náu. Nếu muốn trừ tà, có thể thắp sáng một cây nến hoặc mang bên mình một túi nhỏ màu đỏ, bên trong có đựng tỏi, vận xui sẽ không còn đeo bám. Quý vị thân mến, không phải bỗng dưng mà tháng 7 âm lịch được coi như là thời điểm xui xẻo nhất trong năm. Thế nên vào tháng này, mọi người thường tìm cách để tránh những điều không may đến với mình. Thế nhưng theo quan niệm tâm linh, có một số vật mang nguồn năng lượng thần kỳ giúp hóa giải sát khí, xua tan được vận hạn, xui xẻo cho chủ nhân và rất được ưa chuộng trong giới phong thủy. Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu xem đó là những vật nào ngay sau đây. Thứ nhất, vòng tay tam hợp quý nhân hộ mệnh trong tháng cô hồn, dãi nắng dầm mưa qua hàng nghìn năm hấp thụ tinh hoa của đất trời. Huyền Long mang trong mình nguồn năng lượng linh thiêng qua đôi tay của nghệ nhân. Các sản phẩm từ gỗ Huyền Long trở nên sang trọng và tinh tế, không chỉ được xem là món đồ trang sức mà còn là vật phẩm phong thủy rất quan trọng. Vì vậy, vòng tay tam hợp quý nhân là một món đồ bất ly thân trong tháng cô hồn. Sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân đem đến cho gia chủ cảm giác an tâm, thu hút may mắn. Trong vòng tay tam hợp quý nhân gỗ Huyền Long có chứa một lượng tinh dầu lớn, có khả năng giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi. Trong tháng 7 âm lịch, vòng tay tam hợp quý nhân được xem như một vật hộ mệnh phong thủy, bởi chúng mang lại nguồn năng lượng tích cực, đẩy lùi âm khí. Thứ hai, giải muối trắng giải xui trong tháng cô hồn. Muối trắng là một gia vị không thể thiếu trong các món ăn, tuy nhiên cũng được xem là một vật hộ mệnh phong thủy rất quan trọng. Thường trong các mâm cúng sẽ được đặt một đĩa muối gạo. Quan niệm rằng giải muối sẽ xua đi những xui xẻo trừ tà giải hạn. Theo những quan niệm phương Đông, muối có thể dùng để trừ tà, đẩy lùi nguồn năng lượng tiêu cực, mang lại may mắn cho gia chủ. Vì vậy, nên đặt một túi muối nhỏ tại phòng khách gần giường ngủ hoặc đem theo bên mình. Món đồ phong thủy này sẽ giúp bạn hóa giải những điều không may trong tháng 7 cô hồn. Thứ ba, đặt tượng Quan Công trong nhà. Quan Công là một trong những vị tướng nổi tiếng của Trung Quốc, tượng trưng cho sức mạnh tinh thần quả cảm, quyết liệt, chống lại điều ác. Tượng Quan Công là một món đồ phong thủy, dù đặt ở tư thế nào cũng toát lên được phong thái của một hung thần ác sát. Đặt tượng ở vị trí trên cao hoặc trước cửa nhà sẽ tránh được điều dữ,
xua đuổi những điều không may mắn. Thứ tư, đốt nhang thơm. Đối với người phương Đông, việc cúng bái trong tháng 7 cô hồn là rất quan trọng. Quan niệm rằng cúng để cầu xin bình an, may mắn, giải những điều xui xẻo trong tháng. Đốt nhang có hương thơm không những có tác dụng xoa dịu tinh thần vong nhân mà còn khiến cho gia chủ có cảm giác an tâm. Một trong những loại nhang thơm được sử dụng phổ biến hiện nay là nhang trầm hương. Với mùi hương dịu nhẹ của gỗ nhang, trầm sẽ khiến cho không khí trong nhà trở nên ấm áp. Hương thơm từ trầm cũng có khả năng trừ tà ma, xua tan âm khí, thanh lọc và trừ khuẩn. Quý vị thân mến, trên đây là những mẹo phong thủy đơn giản để giải vận, giúp đem lại bình an trong tháng cô hồn. Hy vọng rằng mọi người hãy luôn đồng hành, ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.